Không có ai ở nhà. À chán quá, khe. Không có ai ở nhà. Không có ai thật rồi. À chán quá đi. Vận mệnh hôm nay. Vận mệnh hôm nay là gì ấy nhờ? Ở bên cạnh có chìa khóa này. Hãy mở ra xem thôi, khe. Tò mò quá, khe. Phải quyết định vận mệnh của ngày hôm nay thôi. Mở ra một lần duy nhất, ra câu như thế nào thì xem như câu đó là vận mệnh của ngày hôm nay. Làm ơn ra điều may mắn đi mà, làm ơn. À, làm ơn nha. Ơ, người mà bạn gặp hôm nay sẽ trở thành bạn đời của bạn. Người mà bạn gặp hôm nay sẽ trở thành bạn đời của bạn, tức là bạn bè hay là người mà mình phải kết hôn. Kết hôn á, kết hôn. Khoan đã, không đời nào hôm nay sẽ gặp ai vậy? Chị Suda thì có biết mấy. Chị Suda, làm ơn cho gặp chị Suda đi mà. Ô, ai đấy? Chị Suda. Naomi. Ơ, chị vaccine. Này Orion, có thấy Vicky đâu không hả? Ơ, không. Tại sao chứ? Tại sao lại là... Tại sao người lần đầu tiên mình gặp lại là chị Xin? Anh nói cái gì vậy? Chị cũng vào đây được mà, làm sao mà lớn chuyện lên thế hả? Sao chị lại vào đây? Tại sao lại là chị cơ chứ? Tại sao? Tại sao là chị Xin? Cái thằng này nó bị làm sao đấy nhỉ? Nhà không có ai cả. Mọi người bỏ mình một mình thế này à? Có chuyện gì thế này hả? Lớp 5 thôi, cậu đang làm gì đó? Có chuyện gì mà mặt cậu thế kia? Lớp 5 ơi, đời tớ coi như xong rồi. Tại sao? Tại vì mẹ mắng à? Hay là không thi được? Tớ thà chịu bị mẹ mắng hay không thi được còn hơn. Nghiêm trọng hơn mấy cái đó luôn á. Rốt cuộc là cái gì mà ra thế này? Hôm nay tớ vừa ở sách vận mệnh hôm nay ra, sách bảo là người đầu tiên tớ gặp sẽ là người bạn đời của mình. Nhưng mà cậu biết người đó là ai không? Ai thế? Lẽ nào là nam lớp trưởng à? Không phải. Người tớ gặp đầu tiên hôm nay là chị vaccine đó. Cái gì? Vaccine? Chị ác ma vaccine á? Chứ gì nữa, tớ phải kết hôn và sống với chị vaccine tới cuối đời. Orion, cậu làm sao bây giờ? Phải cái chi là chị Sora thì tốt biết mấy. Tớ tưởng mình sẽ kết hôn với chị Sora cơ. À, làm sao bây giờ? Tưởng đâu sau khi lấy được đai đen rồi thì mình sẽ kết hôn với chị Sora. Sao là chị bạc xin vậy? Giả sử không làm theo lời đó thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu không làm theo lời đó thì phải vào tù. Trong sách ghi như vậy đó. Vào tù á? Sách nói vậy, nếu không làm theo tớ phải là vào tù đó. Phải vào tù thì hơi quá đáng nhờ. Tớ nghe nói có người không làm theo và thật sự đã vào tù đó. Thật á? Vậy làm sao bây giờ? Tớ không biết nữa, lớp 5 ơi, đời tớ xong rồi. Này, trước tiên cậu phải tìm và cầu hôn chị bác sĩ Yên không phải sao? Trước mắt phải kết hôn mà, nếu không làm theo thì phải vào tù đó. Ờ đúng rồi, lớp 5 ơi, đời tớ chấm dứt từ đây rồi. Tội nghiệp Orion. Chị bác sĩ Yên. Gọi chị làm gì? Chị đang bận muốn chết đây này. Chị đang làm gì bận thế? Chị đang chơi game này, em không thấy sao? Trời ơi, xém một tí là thua rồi này, ôi trời ơi. Nè chị ơi, em có chuyện quan trọng muốn nói với chị. Chuyện quan trọng á? Chuyện gì? Nói đi. Thua rồi này anh em ơi. Tại em mà chị thua rồi đấy nhớ. Giờ mà nói chuyện tào lao nó biết tới chị đấy. Chuyện quan trọng đây. Chị. Chị kết hôn với em nha. Em nói gì thế? Sao tự nhiên lại muốn kết hôn với chị hả? Có bị thần kinh hả? Ơ, chị không chỉ kết hôn với em à? Đương nhiên rồi. Không rồi hả? Em có gì mà đòi kết hôn với chị vậy? Thật á? Chị từ chối em á? Chắc chắn rồi. Tự nhiên bảo là kết hôn. Tại vì em mà chị thua rồi này. Bực mình quá trời ơi. Cảm ơn nhé. Tuy nhiên, nếu đối phương từ chối thì lời nguyền sẽ không còn hiệu lực. Sách bảo nếu đối phương từ chối thì lời nguyền sẽ không còn hiệu lực này. Yeah, chị Bạc Xin từ chối rồi. Mình thoát rồi, thoát rồi.
Này, em đừng có làm phiền chị nữa đấy. Ván này chị phải vượt hơn 20 điểm đó, biết chưa? Em biết rồi, không làm phiền gì nữa đâu. Ha. Bực mình quá, phải chơi lại rồi, phải vượt qua 20 điểm á. Trời ơi. Thích quá. Hôm nay lại là một ngày vui. Tỏ tình với định mệnh và bị từ chối. Đại, thành công.